Bắn hết á. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Cứ kiểu bấm render 3D là coi tôi đi bắn không. No mid này là Phải no đâu way pha home ke này. á, Lời pha ke á, đủ pha ke á. hôm Thôi nay chắc chắn pha là tôi ke đi, đó 90% là tôi không đi. phải đâu pha ke đó, đừng có Ờ, tin. hôm nay là ngày cuối cùng của mùa Đừng cũ, có ngày mai tin, là anh bước không có sang ngủ mùa cũng được, mới rồi anh anh muốn em em ạ. coi là cũng được. Thì tại vì mình muốn Mình bắt đầu fan sang thôi, mùa đấy mới thì là mình nhận mới làm được. clip xà trộn cơ, nhưng mà thấy Thôi anh chưa, em người ta gọi là là fan thôi, kêu đừng có ca nhiều tin, quá kệ đi em nên là ơi. thôi buổi cuối này mình sẽ Giống tôi cố đi gắng lắm. vào làm clip xà trộn được trận nào Trời hai ơi, trận mới đấy có cho anh em nhảy xem mấy. nhá. Ở Đấy, trong team đúng. này thì Nhảy em yêu team ơi, củ tôi đang hành, nhảy rồi. củ mèo và củ Mới mì đặt tên toàn là củ ạ. Trong team này có một bạn chắc là cũng hay xem clip của mình nên có lẽ là cũng nhận ra mình rồi, và mình cũng đã bảo là mình chỉ là fan thôi thì không biết là tự như nhiên nào, lắm mà nói lắm kiểu chung là thôi cứ cái bán đội thôi anh đang em để ạ. cái avatar xấu xấu đó, mình mà top 1 cái là lên canh Tony luôn. Ôi dồi ôi, ở đấy mà tự Trong tin team mình cả mày ba đi bạn thôi đồng qua mày đội đều mày là nữ hết mày anh bị em ạ. nè, giúp mày Mày tôi bị đi, giúp mày tôi đi. ảo idol à? Ảo đồ nè, súng này cốt 6 luôn. Ê, đến lúc hàng bắn nữa đi. Ừ, được cho Mày súng cứ luôn anh cho em đi ạ. rồi đến lúc nó hàng pha Cho cả cốp ke 6 nha luôn. con. Trời ơi, mình Trời cảm ơn nhá. ơi, Bọn anti mà chủ giác đạo tốt quan thứ bụng 6 quá. của mình. Tony mic không? Có Bên người đây có có đúng người mình. dài không? Có thằng. Đồ mít là Tony đấy. Tony chơi nhiều nick lắm. Ổng chơi cả ngàn cái acc luôn ấy. Tony Tony là ui ê, bắn thế mà không chết à? Rồi sao thế rồi? Thời Trời ơi, nào có mỗi một mày thằng biết thuê nick á. của mày Thời không? nào? Mình thì Thời mình hay chơi nào? nhiều acc lắm, tại vì Mày biết mình củ thường hay mèo chơi acc ở trên không? shop Mày của có mình ấy. củ mì, em có củ mèo với lại em có củ lạc không? Đúng Con không? gấu là củ Sao gì? tao? Củ gấu hả? Củ gấu thì củ, mấy con củ gấu là củ cải. Trời, ba bạn này nói Biết nhiều loại nào ghê. nhà, củ mèo, củ Mình mì, hay củ cải không? dùng acc ở trên shop để làm clip, bởi vì mình tiện mình vừa làm Ô, clip vừa để bán không acc biết luôn anh em ạ. nào là ai nghe mày. Mày Đây anh em điên nào có cuồng, nhu cầu mày mua thì cho qua shop đồ. của mình là Con tonysama.vn trai. nha. Tao thờ luôn Tony. Cái tên này là Hello. Tony. Trời ơi, mình Nào, chỉ tụi này mong có biết bạn nói ấy tiếng là không gì nhận ra không? mình thôi, nhưng mà nhận ra cái Không thì phải. kiểu như nó không còn được tự Chị nhiên cái gì nữa Tony biết là đứng kia nhưng mà đâu? mình vẫn có cảm giác phòng này vẫn vui Ê, anh em chứ ạ. hồi xưa mày mày idol ta ca. Ngày nào tao cũng coi Tony bắn hết mà. Ui, Có mấy bữa ghê nay đấy. là mày cũng không coi nữa. Trời ơi, nghe vui nhở, ngày Đây, nào hôm cũng xem nay clip của tôi mình. Đâu bây giờ nói chuyện ơi, bật lên nói chuyện ơi. Nghĩ ra lần hả? Người ta đã trà trộn rồi mà, người ta làm cả clip trà trộn rồi mấy. Thường thì mình làm clip trò chuyện mình cũng Anh bật mic ơi, cơ. anh làm Đấy, chỉ clip lúc ở vlog nào tí em lên coi ủng hộ. Đúng rồi, chỉ Tony lúc sao nào mà mình cần thiết để em hoặc là xin cái báo địch hay ID nào à. thì mình mới Em bật lên quên nói chuyện anh. follow. Kìa, Mấy idol là người Tony Sama hay phải đổi là Hành Sama đi chứ. À, có giáp ba trong cái chỗ tao mới bên. Kìa, bên cho anh Tony nhanh lên. Hẹn cần gì bên tao ship tận nơi cho luôn Ui, này. mấy bạn Đâu, ơi, để tao đi tao trời xem, má, anh Tony người ngại ta vãi trưởng thề học vào hỏi mấy cái cách phòng. Mấy bạn nói cách kiểu vận này hành thì game ngại. Mẹ, tôi đi bắn ghê lắm. Thôi 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 đừng Đâu, khen đi mình, xem. ai Hay mà là khen mình hay một là cái tiếng là mình chân chưa? chết Có tiếng nhục chân lắm. kia, có tiếng chân Bot này tiên, Tony. bot tiên, Kia, có tiếng chân. Bot mà. Tony. Bot bot không bot. Ý là Tony nhìn bot đấy. Chị ơi. Tony của mày sinh năm bao nhiêu? Tony Trời. có vợ con rồi. Ui trời ơi, bạn nói thế thế thì Có vợ hết con cửa rồi, làm có lấy ăn. chồng con rồi. Đang được ngày vắng Ôi, vợ bạn nói cảm thế, tôi mất cửa làm đi ăn. đi lên xem Tony bắn. Có tiếng, có tiếng bắn. Đây. Rồi, Tony đây bắn đi. Rồi, Tony bắn sao? Đúp vào nhà bạn. Lên đồ này nè ơi. Lên đây Tony ơi. Rồi. Đảo. Mày. Mặt chữa đồng luôn. Tony Trời đất. lím. Thấy Thế chưa? chạy vào này. Chạy hộ Nó cái. Rồi, xong. Lìa. Mẹ xứng đáng làm Này. idol chưa? Ăn được có mỗi hai mạng thôi anh em ạ. Có ba thằng. Nhìn Rồi, nhìn thầy nhìn ở mình đi rút sau đồ anh thêm em ơi. tự hiến mạng cơ. Ui, thằng nào có thằng bắn. Kìa, Anh ơi, con thằng này bắn em. rớt không hả? Mày quá. Ôi, cái chết đồ. Nhiều quá, xịn quá. Ghê quá. Lần đầu tiên được idol gánh. Ui trời ơi, mù, có nhà bà mắt anh em ơi. Ê, sấy gần hết băng đạn rồi, nó mới lốc cho à. Nó còn rồi đấy, anh thế rồi. Anh thấy không anh ơi, em mới nóc được một con kìa anh. Nên lốc được một con. Mình để đồ hạ HDR lên bắn nó kiểu một chút gì đó gọi là delay với cả nó giật giật anh em ạ. Bắn cái đồ họa này nó rất chia đẹp nhưng mà nó giật quá. Tí để xem chứ không ăn thua mình phải đổi lại thành đồ họa siêu mờ thôi. À quên, tiện thì có anh em nào mà có nhu cầu mua ạc, bán ạc thì qua shop của mình là tonysama.vn nha. Mua hay bán thì cứ qua shop của mình ấy. Đây 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 Rồi, người à. Hình như đồng đội của cái team vừa rồi ấy.
nóc 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 rồi, tàn nóc rồi, dư đấy luôn, đấy luôn. Ở đâu rồi, em chết luôn chết hay rồi, sao ấy? Thì như chết rồi, chết rồi, chết chết rồi, rồi, chết nó rồi, hiện cái dấu kia là chết rồi, chết rồi đó. Để đấy, trời ơi, tim Tony nó phải khác thì đúng không? Ui trời ơi, bạn ơi, đừng nói thế, tớ mà chết, tớ nhục lắm. Nè, tôi lên thấy không? Em có thấy có sụp cơn này. Bám giống Tony chứ đâu. Boss thì mình không quan, tại vì mình không có cày danh. Đấy, nên đồng đội có khi cũng cày danh nên mình có thể bắn. Chứ còn nếu mà trong trường hợp mình cày Chí Tôn hay nhà thì boss thì mình sẽ ăn lúc hết. Lúc Tony bắn là lúc nào cũng không mà khổ sụp cơn. Chắc chơi vậy cả tháng. Ui rồi, thế chứng tỏ bạn này bạn hay xem clip bắn Divic của mình lắm mình. Lấy Vic là cứ phải chơi khẩu súng ăn trên người. Nghe nổi hết cả da gà. Tuần này thấy để hay đồ để sao đúng không? Qua được. Nhà trong này chỉ có mình em có là khoan quan thôi. Được bạn ơi. Hay. Qua hay. Hai con kia là đi theo sĩ sói. Hồi nữa Tony lên clip Tony và những người bạn. Để chào xem nữa em, mình sẽ lên với Tony Vlog tập thứ bao nhiêu đó. Xin chào, mình là Củ Mèo. Chào các bạn, mình là Củ Hành. Tên mình bao gồm Củ Hành và Củ Mì. Củ Mì. Trời má, mấy chị mấy bà này rồi toàn độc thoại xong rồi. nói chuyện tự hỏi mình. Nhi ơi, chị chờ em này, Nhi lên đây với chị. À, đi theo tôi đi, không bắn boss. Mà mình cũng chả hiểu sao trận này nhiều boss vãi chuồng. Thì nó nóc đứng kiểu nói cho em. Thôi luôn, người chả thấy đâu. Mày bắn, mày được chai đồ cho mày bắn chứ. Cho bắn hết rồi ai mà bắn được. Này để chai đồ thể hiện đi. Chai đồ nó đồ thể hiện là trình cao người ta bắn người ơi. Anh thấy không, update xong Tony nó update xong là ít người chơi chán quá. Cái gì ui dồi, bạn này chắc xem clip chắc không tua đâu. Không tua thì mới hiểu, thì mới nghe được cái đoạn đấy của mình. Để Tony làm clip clear bản đồ chứ. Nghe kỹ, người kỹ năng cao người ta không bắn boss bà ơi. Không, có những trường hợp bắt chuẩn bắn boss. Vậy để ý là nó ý là nhi nhi ý ý nó nói em là rank thấp đi bắn boss đấy. Nè. Ý là đổi cờ giống Tony luôn này. Tony quăng cái gì cờ Tony? Tony đây, em đây. Vai tưởng em đây kìa. Hấp diêm, hấp diêm, hấp diêm. Con khói, con khói làm gì ạ? Gì đây? Từ từ, đi quay lại Tony. Ra. Để đi nghe Tony. Nào, cởi quần áo ra này. Ôi trời trời trời. Đây, Tony. Đây, Tony coi em bố bụng à? À, bộ đồ hả? À? Vai, trưởng bố bụng. Vai, cởi quần áo ra để hấp diêm mà, bố bụng cái gì? Hẳn nhiều nít này. Thoát đi, thoát đi, thoát đi. Ui, bên này rồi nè, Tony, Tony. Có đi. Ngồi, ngồi, ngồi. Má Tony thấy tao bố bụng, Tony bỏ chạy. Cái gì nữa, mẹ bùng mỡ không? Con đĩ chó. Em không bắn cái người. Mày biết tao là ai mà mày bắn tao? Cho mày suy nghĩ lại. Từng em mở mic nghe nói tiếng Tony là đây. Sao dạo này mình bắn hỏa lực? Chủ yếu bắn hỏa lực hay sao mà mình... Cầm cảm giác bắn M4 nó cứ giật giật kiểu gì ấy nhỉ? Em cắt súng luôn đi em. Em cắt súng chạy cho rồi. Ui thôi thôi thôi, con lại mấy bà cầm súng lại vào con cái. Đây, tao nói với cũ mình. Ê, bắn đã sợ rồi, giờ đồng đội chơi bài có tí chân. Ôi trời ơi. Vai trưởng ạ. Mày em chết rồi. Đấy, chính là đi này. Cái điều cầm sục cơm mà thục thục chỉ có Tony thôi. Đúng rồi, nè, thục thục. Ê, Tony ơi, bắn đi. Bên kia tôi xuống rồi. Bắn lại, em bắn lại đi. Bên kia anh ơi, bên nhà vệ sinh anh ơi. Watch out. Đây, đây, đây. Ngô cây. Bắn đi. Rồi, sao không chúng nó nào nhỉ? Mày bắn đúng đội tao này. Bắn ra. Mày dám bắn vào củ hành này. Rồi, xong, cứ liều. Bạn bè tồn rồi chứ. Người cho lưng kia cứ. Vai trường mấy bà trời. Đấy. Bót, 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 bót. Trời ơi, sao cái trận này nó như bót đấy. Chiều, chả hiểu cái bắn kiểu gì ạ. Nhảy đúng chụp bắn luôn để em ăn lên. Trời ơi, top 1 rồi anh ơi. Chụp luôn. Nè, chụp. Chưa hiểu là top 1 đâu. Để top 1 tôi nên lấy cái tưởng nữa chứ. Chụp nát. Chị xếp chụp. Hàng ngồi xếp bàn kìa, đi vô lẹ. Đâu đâu. Chụp mày khói mù mịt này, chụp cái gì được. Chụp hình. Chụp màn hình lại. À có mà nút chụp hình mà. Mọi người chụp xong chưa? Ê, ủa thật hả? Thiệt hả? Mình quay clip luôn đây này. Chụp xong chưa? Biết tin tao. Ủa tin đi với những cái bạn. Hello, hello mọi người. Chụp xong, từ từ anh ơi, lại lại. Rồi, ok. Lại à, ôi anh ơi, anh có hát không?
Điên thế. Tao chơi tao đi bắn lâu rồi, không hề hack cái này. Anh ơi, cái nick này em chơi mấy năm, hồi nữa mà nó bị ban là em bắt đợt anh. Không, bị ban mình bảo anh mình như nhờ hết rồi, em game mở quá. cho. Ban mở Đây được. Nó chọc ghê à. Đối tác ghi ra game không biết. Ê, nhìn nhìn hàng real à, hàng real em ơi, hàng real. Mình nói đùa đi thôi chứ còn bị ban bị ban không mở được đâu nha anh em. Em lại người robot. Ví dụ chơi cùng hack thì sẽ sau một khoảng thời gian nhất định khoảng tầm 7 ngày thì sẽ mở được ban, chứ còn bị ban 10 năm sẽ không mở được đâu. Tôi bảo anh ơi có được lên có trận này phải đăng chứ. Có. Nè, từ lúc em coi anh bắn là em cứ cầm cổ thục. Đó. Ui giời. Bye. Tính nhiều và tính mạnh đấy. Ngày này đây là con clip anh bắn đó. Ui dồi. Clip gia trộn với clip gì ta hỏa lực này. Ui thế chuẩn, chị ngày nào cũng nghe xem rồi. Chị mẹ nghe chưa? Nhìn tượng anh ơi. Ê, chụp. Anh Ê, quay tượng, của em tượng. Có bụng đi anh. Đây, tượng đây, tượng đây, tượng đây. Rồi khổ quá, có bụng mỡ nhảy tới vẽn giờ, nhìn thấy rồi. Cảm ơn anh nha. Chúc mừng, em rồi. Chúc mừng. Bye bye. Mình ngao đây, bye bye mọi người nha. Tại giọng ổng luôn hả? Ổng nói chứ ai. Ổng chơi cả. Sao hay vậy, tao gặp chú hay vậy. Rồi mình sẽ check info của ba bạn nữ cute phong mai que. Đây là bạn củ hành nhỉ? Mình không nhớ bạn, lúc nãy là bạn bảo hay xem clip của mình quên mất xứ tên, không biết bạn tên là gì nhỉ? Phải xem lại clip mới nhớ. Đây bạn thứ hai này. Wow, hình như là chụp ảnh hình như tàu điện ở bên nước ngoài hay sao ấy, không biết bên Nhật hay bên Hàn gì đấy. Còn bạn thứ ba thì hình như là không để avatar cá nhân. Để mỗi ảnh avatar của hoa súng hay hoa sen rồi anh em ạ. Hello, mình đã quay trở lại đây. Trở lại lại có con gái anh em ạ. Ngang. Mà nghe giọng bạn này có vẻ là nhẹ nhàng, thanh thoát. Không biết có thấm thía hay không nhưng mà có vẻ là trận này sẽ chơi theo kiểu không thả đây anh em ạ. Trận nghỉ đi ngủ đi bạn ơi. Nó chẳng nghỉ. Đi tắm. Khi trời má tắm đêm này á, gần sáng cái nơi mà okay. Tắm lại đi. Trời nó giật. Úi dồi, nghe giọng bạn này thốt cả tim nha anh em nhở. Thế nhưng biết có bạn này nhảy đây sao, cháu thằng này nhảy xuống đây anh em ạ. Bắt chi đi chợ đi tắm. Tôi tắm hôm qua rồi. Mình tắm tiếp. Đi chợ là... Đi chợ mà có tắm đâu, tự nhiên đi chợ để tắm. Đi ra. Bạn có bị điên không? Tôi tắm chứ. Tôi chẳng bạn thấy bạn tắm bất ngờ. Người ta có tắm nhưng người ta trước khi đi chợ người ta tắm thêm cho sạch. Ừ thì rõ ràng. Ê, bình thường mà có tắm đâu tự nhiên. Người ta đi tắm làm sao mình biết được người ta đi tắm hay không? Chả thế bao giờ bạn tắm hết. Chả thế bao giờ bạn tắm hết. Thì làm sao bạn thấy được con điên à? Ê, tôi phải bảo tôi chả bao giờ thấy bạn tắm. Tự nhiên hôm nay bạn em bạn đi tắm. Ông này ông nói chuyện nói như nói anh em ạ. Đi tắm cùng bạn không thấy thì kệ bạn chứ. Ủa thế ông này thì bình thường ông ấy đi ị, ông ấy đi vệ sinh như thế. Có ai thấy ông ấy đi vệ sinh đâu. Có khi tất cả. Thì sao nữa. Đừng tắm kia. Bên đấy là đang buổi chiều. À thế là bạn này ở nước ngoài à? Chiều mà đúng không? À thế tắm chiều thì bình thường mà. 2 giờ 10. Chắc là trời nóng quá, trước khi đi tắm thì mình tắm. À quên, trước khi đi chợ thì mình tắm thôi. Nè nè, bữa sau. Vậy mình thứ nhất nó buồn, thứ hai nó rất là mẹ kỹ giống em. Không có nói chuyện là không có ai bỡ vali đồ giùm mày. Thằng nào nó ke bên trong. À rồi thế rồi, mày quá, chuyện này thật được ạ. Rất cân bằng mình luôn. À ra đây bạn ơi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Thế hôm nay ông đang làm gì đây vậy? Hôm thứ sáu là ông ba thưa ông kia. Từ, có thằng đang chuẩn bị quên mình này, ngay bên ngoài đây. Ừ. Này, ăn bom đi bạn ơi. Gì? Rồi, thì ở đây rồi. Quên. Ôi. Chết luôn. Thằng này tay to. Đứng yên cho chắc mình là coi thì cái đâu ra. Mấy ông này không? Định quay ra đây để hồi sinh đi mà. Mà chắc là chưa kịp hồi sinh. À, cũng có thể là hồi sinh xong rồi. Thế đồ nghèo lắm. Thằng ông kia nghèo lắm anh em ạ. Còn hôm nay thì giàu này. Mẹ còn đứng yên nữa coi. Vai trường cửa cố vào. Trời đất ơi, mình bắn yếu lắm rồi bạn ơi. Yếu vai trường luôn đi bạn ơi. Em đấu này hồi nãy mình đấu. I'm not down. Watch out. Ô, bên điểm rồi. Vai, đã bị bắn trên đấy rồi. Hồi sinh luôn, hồi sinh luôn. Rồi sao, không tính cái mẹ gì luôn. Cứ lăng chạy.
chạy được không? Rồi sao cuối cùng cũng không chạy được mà cũng không gạt được anh em ạ. Tiêu nó mới đèn cho đi. Team mình bắn. Đẩy gần thôi. Team mình vừa bắn nó bị team khác bên trái bắn anh em ạ. Hai team trên này. Có tiếng chân. Ôi trời ơi. Ui giời, clear luôn à. Đi. Trời ơi sao đơn giản thế. Ok. Mày quá vẫn cái được một thằng. Còn mày dạy chi tiết không chứ? Còn kìa. Watch out, help. Này thì bot đồng đội tao. Gà tụi anh em ạ. Nhưng mà vẫn còn đồng đội ấy, mình sẽ vào bo trước để mình cam. Tôi bốn tay to thế. Không, tay mình bé lắm. Trời, cái chế độ HDR kiểu như lúc nào mà có gần địch hay là nhiều địch chẳng hạn thì nó sẽ bị lag, bị giật, bị lây anh em ạ. Mình không biết trận này được top 1 hay không, nhưng mà trận sau nếu mà có clip này mà thành công thì sẽ không có trận sau này. Clip này mà không được top 1 thì mình sẽ làm thêm một trận nữa và sẽ để đồ họa okay. Bình thường thành một siêu 1 thôi. Không phải. Ui dồi, vẫn ngoài bo à? Ôi, cho về quá khứ luôn, sang chơi vắn mới đi bạn, tầm này hết cứu rồi. Còn lâu mới cứu được nha. Cho anh chống quá, cho anh chống quá. Qua đèn cho đội bản kem. Đúng pha cuối thì ngồi lệch bắt đầu. Lốc thôi chứ còn gì nữa. Chạy lại cứu bạn ơi. Đồng đội đâu hết rồi. Tập cứu xong rồi nhé. Mà đèn quá. Một thằng trong một thằng sau cầm đá với cả một thằng chạy vào trong nhà rồi. Tiếng phát nữa này. Rồi. Tại sao lại bắn trước à? Số con trước à? Bên kia rồi. Alo số 2 ơi, cứu mình ơi. Số 2 ơi. Số 2 bạn ơi, cứu kìa bạn ơi. Không bỏ ra được rồi. Bỏ ra là thằng kia bắn trước luôn. Đây mình. Ok. Không biết là... Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Thôi. Chắc là mình vẫn có cái tảng đá bảo kê. Mình vẫn kịp bò ra số 3 anh em ạ. Đây tảng đá đằng sau này. May ra thì đằng sau nó không nhìn thấy mình. Đây mình ơi. Đây bạn ơi. Anh ơi cứu. Đây rồi. Mấy cái ông này cứ nói bằng đậm khi tầm thế nhỉ. Chết chậm luôn. À, bọn này. Hai thằng này nó công này anh em ạ. Thằng ok Việt Nam đang vệ sinh mày chết lời mày thì bắn người tao đi cho mày chết. Mày đừng có nói tôi bật bên tổng nữa nghe thấy tôi nói gì lên đi. Ê nó bắn kì kia cũng có mà được có. Không cay được rồi. Thế rồi. Có thằng nào này. Đâu rồi. Ui trời ơi. Ui. Được cả thêm thằng này nằm đây nữa thì chịu rồi. À đèn quá anh em ạ. Vào check info bạn nữ nha. Giọng nhỏ nhẹ dễ thương. Chắc là đang sống bên nước ngoài này. Bỏ từ lâu. Hey con nhà ba lô. Mình lại quay trở lại đây anh em ơi. Và đồng đội bỏ follow hết rồi anh em ạ. Không cùng chung ý hướng. Mấy mình sẽ nhập vào Việt Nam đang nói cái gì đấy? Là tiếng Việt qua nào? Tiếng đồng đội mình hơi to một tí anh em ạ. Cho bé xuống. Trời, không biết ở đây có đồng không? Đồng quá chắc là mình cũng chịu bó tay. Có mong xuống cầm được khẩu shotgun 7 viên thì mới ngon lành được. Ui giời. Quánh rồi. Ui giời ơi. Mày quá. Mày quá. Mày quá. Còn đấy mà ăn viên K98 đôi khi mình đốc ở đấy bởi vì không có giáp mà. Đây, ra bắn hộ cái. Ra bắn đi bạn ơi, ra hộ cái. Từ từ, kiểm cái khẩu súng AR cho nó tử tế một tí. Bắn cái khẩu này giật lắm. Thì nhớ cũng rút bom hay sao ấy, nghe tiếng rút rút. Trời ơi anh em ạ. Ra đây bạn ơi, ra đây. Rồi xong. Úi dồi ôi. Bạn này bạn cầm khẩu súng ăn 7 viên này mà sao không bắn mình đi. Rồi, quả này tầm gần bá lắm ấy. Không phải đùa đâu. Teammate. Đồng
người đang bắn nhau ít ngòi kìa. Vừa mới hồi sinh thêm một người. Còn một thằng nữa thôi. Còn một thằng đang cứu trên chỗ xác em ý. Thế rồi, vừa thấy xong. Nó cứu xong rồi, anh ơi. Rồi ra ngoài này. Anh cứu nhanh chứ à? Nóc cài luôn. Đừng bỏ có mỗi hai thằng đi nhá. Ai bắn đi. Đồng đội bắn nào. Rất cái là mình ạ. Trận này mình sẽ chắc là chỉ tập trung bắn thôi anh em ạ. Mình đã để đồ họa siêu mượt rồi. Trung bình và siêu mượt thì không biết là nhiều. Nào, tiến lên bạn ơi. Ui, quả bom. Ôi xong rồi. Đèn quá, ăn đúng nguyên quả bom thế. Tự nhiên bị giảm đam, đam quyền tự nhiên bị giảm máu. Quả đấy mà đầy máu là ăn được rồi. Lại quay lại nút để xác mình. Đúng rồi, quay lại nhà xác này. Bọn kia thì nó không còn đây rồi. Mình vừa nghe thấy tiếng súng phía bên đồi bên trái ấy. Giờ phải tranh thủ lên nhanh xem nó cái được mạng nào hay không. Hoặc là trả thù được cái bọn lúc nãy hay không. Không biết phải bọn đấy không nữa. Không nhớ rõ tên, phải xem lại clip thì mới được. Vừa bắn đây mà. Mình có xin nha. Mình không nhớ tên mà thôi cứ gạt được là ngon. Thằng lấy xe đi rồi, chắc là đi hồi sinh. Mày này định ném bom gì à? Ném nết anh em ạ. Mà nết kiểu hơi yếu sinh lý, không tới. Chưa thấy bé nào cơ. Thôi, bò thua rồi, mình chạy vào bò trước đi. Thằng kia chắc là chạy lên nhà thờ hồi sinh rồi. Đồng đội pinh ở đây. Lấy xe đi luôn. Rồi, chuẩn rồi. Có tính chân, chả biết là mấy thằng. Cứ cầm shotgun lên nữa. Gì chứ cầm shotgun tự tin lắm anh em ạ. Riêng cái map này rất là tầm gần nữa. Ui dồi ôi. Khó ra là chết bạn ơi. Đừng có solo trực tiếp như thế. Đây, thằng anh đốc ở đây này. Mình đang bắn nhau kìa. Bắn nhau ngoài bo. Tranh thủ. Không nhảy lên được nhở. Nhảy lên được cái tảng đá này là mình nằm chùm lên. Một em. Chết đi bạn ơi. Chết đi. Rồi xong. Việt Nam anh em ạ. Vẫn còn nhá, chưa hết đâu. Vừa bắn nhau nốc mấy thằng ngoài này luôn. Chưa thấy vị trí nốc bằng cái hết nhỉ. Lắm mà. Chế bò. Đây rồi, xong, gạt. Số 4 vẫn cái hết được. Mình nghĩ vẫn còn đấy, nhưng mà thôi, cứ chạy bò cam bò đi bạn. Sao công hiển. Có hai thằng đây nó chết bò rồi anh em ạ. Quá. Đồng đội ping đây mà chẳng nhìn thấy cái mẹ gì luôn. Có khói nhá. Cha quả nó không hiển hay sao. Đồng đội vừa nốc xong mà. Kinh nhở, đảo ghê đấy. Mày quá, bạn chạy có đằng trời. Đồ chạy này. Xong. Một thằng. Ờ thế còn một thằng nữa thôi, còn một thằng nữa thôi anh em ạ. Đi làm. Ui giời, mày quá vẫn kịp. Vẫn được 16 kill. Ngon quá, vẫn đủ chỉ tiêu. Vừa chỉ tiêu 1 kill. Con gốm lụm mất của bí điên rồi. Con bí điên nhịn ăn rồi. Đây, avatar bạn nữ vừa xong đây. Đấy, ai có nhu cầu kết bạn làm quen thì quay đi này, đừng hỏi mình nữa nhá.